một thẻ game Nintendo Switch giờ có giá loanh quanh khoảng 1 triệu đồng. Số tiền không phải là nhỏ đối với anh em game thủ Việt, nên đã sở hữu game nào thì mong muốn của chúng ta là phải trải nghiệm nó cho thật đáng đồng tiền bỏ ra, đúng không? Vậy thì sau đây là 8 tựa game sẽ tiêu tốn của bạn hàng trăm giờ chơi, thậm chí có khi chưa đến đích là đã nản rồi đấy nha. Phiên bản thứ 5 của dòng game Disgaea vẫn là một tựa game chiến thuật căng não nhưng kỳ thực lại rất thu hút người chơi. Lối chơi của game vẫn mang nét truyền thống, vẫn mang phong cách dàn quân, đánh theo lượt trên bản đồ Geo, với lối tác chiến đa dạng đủ phong cách chủng loại quân và chất lượng đồ họa âm thanh ấn tượng. Điểm nhấn là các câu pha trò mà chuyện hài hước trong game sẽ làm cho chúng ta thoải mái hơn sau những trận đánh nặng tính chiến thuật. Đây cũng là một tựa game nhập vai hành động rất hấp dẫn mà mọi người nên chơi. Phần game Treehouse sẽ có những nét rất riêng khi bạn được hoàn toàn đưa ra những lựa chọn trong game và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Lối chơi của game cũng là sự trung hòa giữa cổ điển và hiện đại. Hệ thống vũ khí được bổ sung ví dụ như Brawl, cùng với đó là những class mới xoay quanh vũ khí này như Brawler, Warmaster. Chế độ mới Explore sẽ đưa bạn khám phá những hoạt động bên lề như tuyển mộ học sinh, tìm đồ thất lạc, lau chùi tượng, thi hát, thi múa, vân vân. Rất nhiều thứ mà bạn cần phải trải nghiệm trong game. Sẽ mất đến bao nhiêu thời gian nếu bạn khám phá hết thế giới Pokemon trong game? Điều đó chắc hẳn là không thể đối với đa phần người chơi bởi nó quá rộng lớn. Vâng, tuy phần Sword and Shield vẫn chưa thể là một cuộc cách mạng của dòng game Pokemon hùng mạnh, nhưng game sẽ mang đến cho bạn rất nhiều trải nghiệm mới, bao gồm bộ sưu tập các Pokemon mới ở hai hệ tấn công và phòng thủ, một vùng đất mới có tên là Gala lấy cảm hứng từ Vương quốc Anh, cơ chế chiến đấu mới Dynamaxing, Madras. Và để khám phá hết những điều mới lạ này, ắt hẳn bạn sẽ bỏ ra hàng trăm giờ chơi đó nha. Tựa game giống như một bước chuyển mình của dòng game nhập vai Nhật Bản với sự nâng cấp mạnh mẽ về lối chơi và đồ họa. Khoảng vài giờ chơi đầu bạn sẽ bị ngợp bởi cơ chế đánh tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại gây đau đầu với việc chọn ra vị trí đứng thích hợp để đánh vào điểm yếu của con quái, hay thời điểm thích hợp để ra kỹ năng có thuộc tính đúng và sức sát thương vừa phải. Ngay cả sau hàng chục giờ chơi mà game vẫn còn nhiều loại hướng dẫn nữa hiện ra. Nhưng sau tất cả, bạn mới cảm nhận được các trận đánh trong Xenoblade Chronicles 2 rất gay cấn và chi tiết qua từng nhịp đấu. Gameplay của game rất có chiều sâu khi sở hữu hệ thống vũ khí đồ sộ với các thuộc tính nguyên tố tương sinh tương khắc. Và thế giới trong game cũng đạt đến độ rộng lớn và hùng vĩ chẳng kém gì siêu phẩm The Legend of Zelda. Diablo là tựa game sở hữu cực kỳ nhiều fan trung thành và việc đặt chân nốt lên hệ máy Nintendo Switch đã làm thỏa mãn những anh em đi tìm những trải nghiệm mới. Mà đặc biệt ở chỗ là giờ chúng ta đã có thể thưởng thức Diablo từ bất cứ đâu. Với lối chơi nhập vai hành động trải nghiệm trong Diablo 3 Eternal Collection, chủ yếu là đi động đánh quái và thu thập chiến lợi phẩm. Trò chơi có nhịp độ chơi từ nhanh đến rất nhanh tùy thuộc vào độ khó mà bạn thiết lập. Phần lớn thời gian trải nghiệm đều là những trận đánh quái, thu thập vật phẩm mới với mục tiêu thăng cấp. Đây chính là cái hay của trò chơi khi mang đến một cảm giác trải nghiệm vừa hào hứng vừa hết sức thỏa mãn khi nhân vật càng lúc càng mạnh hơn. Ngay cả khi bạn lên cấp độ tối đa thì game cũng có một hệ thống cấp độ Paragon mới giúp nhân vật thăng cấp liên tục gần như vô tận. Bên cạnh yếu tố cày cuốc đánh quái lên level thì yếu tố độ khó ngày càng tăng làm cho người chơi ngày càng hưng phấn và điều đó sẽ giữ chân bạn chơi game trong một thời gian rất dài. Thực sự cho đến ngày ra mắt Animal Crossing New Horizons trên Nintendo Switch thì mình không quan tâm đến dòng game này lắm. Trông nó kiểu hoạt hình trẻ con á và gameplay cũng không phải là sở thích của mình. Nhưng việc nó trở thành hit thành công vang dội lại khiến mình chú ý trở lại và đi tìm hiểu vì sao. 1,88 triệu bản game bán ra trong 3 ngày đầu tiên là con số biết nói. Một lượng lớn người chơi đã bị thu hút bởi những tương tác vô cùng thú vị trong game. Bạn bắt đầu kỳ nghỉ trên một hòn đảo hoang, không có gì ngoài quần áo cả. Bạn tự do làm những điều mình thích. Nhân vật của bạn trong game sẽ biến hòn đảo hoang đó thành một thiên đường nhiệt đới. Bạn tự tạo nên vương quốc của mình, tự đặt ra quy định. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ dàng tương tác với bạn bè và gia đình thông qua chế độ online, một khía cạnh rất hot trong mùa dịch Covid hiện nay. Nintendo đã tạo ra rất nhiều sự kiện cho người chơi. Những cặp đôi có thể tổ chức ngày kỷ niệm trên đảo, hay những sinh viên mới tốt nghiệp mời bạn bè lên đảo chơi. Gia đình cũng có thể chơi với nhau trên một thiết bị và bạn có thể tặng quà cho mẹ vào ngày của mẹ. Một tựa game vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Game là bản mở rộng của Monster Hunter Generation, từng ra mắt trên Nintendo 3DS và là phiên bản quốc tế của Monster Hunter XX. Thế nhưng quả thật là đáng nể khi doanh số bán của Generation Ultimate đã vượt mong đợi của Capcom với hơn 10 triệu bản được bán ra và chiếm 20% thị phần của cả dòng game từ trước đến nay. 14 loại vũ khí, 6 phong cách chiến đấu, hơn 90 loại quái vật,
những con số này đều vượt trội so với những phần game Monster Hunter khác. Vì thế bạn sẽ tận hưởng Monster Hunter Generation Ultimate này với vô vàn trải nghiệm thú vị mà không có điểm dừng. Chưa hết, hệ thống nhiệm vụ trong game cũng vô cùng đồ sộ và hệ thống nhiệm vụ phụ cũng là một điểm không thể bỏ qua bởi chúng khá là quan trọng để mở khóa một số mục trong game. Chúng bao gồm các loại trang phục cho heo, cho mèo, các tuyệt kỹ Hunter Art và nâng cấp của chúng, các hệ vũ khí, giáp trụ ẩn đặc biệt. Có một anh em comment như thế này: mình chơi lâu quá chán bỏ luôn rồi. Như vậy thì thực sự quá đáng tiếc cho một siêu phẩm như The Legend of Zelda Breath of the Wild. Chắc chắn với các bạn là khi bước vào thế giới của Zelda, bạn sẽ chìm đắm trong nó hàng trăm giờ chơi, tiêu tốn nhiều tháng trời để khám phá và lặn lội khắp các diễn đàn để tìm cách ghép đồ, cách giết boss hay là cách tìm ra những bí mật trong game. Bởi những điểm làm nên sự thành công của phần game Zelda này chính là vô vàn những bí mật, những nhiệm vụ phụ ấy. Với thế giới rộng lớn nhất từ trước đến nay của dòng game Zelda, số lượng minigame và bí mật trong phần Breath of the Wild đã đạt đến con số rất kinh khủng. Nên nếu bạn chưa sở hữu game thì mua ngay đi để có cơ hội được chơi một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Và đó là 8 tựa game có thể khiến bạn quên ăn quên ngủ bởi quá thú vị và cuốn hút. Một khi đã bước vào, bạn sẽ chìm đắm trong đó trong một thời gian rất dài. Các bạn đang sở hữu game nào hay có gợi ý tựa game nào khác, hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!